Hình ảnh một thanh niên hiền lành, mỗi cuối tuần đều đến trung tâm công tác xã hội để chăm sóc cho các em nhỏ khuyết tật, đã trở thành hình ảnh quen thuộc với tất cả mọi người nơi đây. Càng đáng trân trọng hơn nữa khi biết được rằng em lớn lên là một đứa trẻ mồ côi, sống tự lập không ai bên cạnh. Từ hơn một năm nay, em Châu Hoàng Ánh, sinh viên năm thứ hai trường Đại học Cần Thơ, luôn dành khoảng thời gian hiếm hoi là ngày nghỉ cuối tuần để cùng với mọi người nơi đây chăm sóc cho các em nhỏ tại trung tâm này. Em xem như đó là khoảnh khắc sum họp với những người thân yêu trong gia đình của mình. Hoàng Ánh nhiệt tình giúp đỡ cho các cô chăm sóc cho những em bị bại não, nhiễm chất độc da cam bằng tất cả tình cảm thân thương trìu mến. Riêng em Nguyễn Văn Tài, thành viên 5 tuổi ở trung tâm thì thích được anh Ánh dạy học. Các cô kể rằng, mỗi lúc nghe tiếng ê a của mấy đứa trẻ, trong đó cũng có giọng đọc chưa tròn của những bạn bị tật, không khí trong ngôi nhà đặc biệt này ấm áp đến lạ kỳ. Bằng sự cảm thông sâu sắc, Ánh luôn muốn giúp đỡ cho những mảnh đời bất hạnh tại đây. Vì giống như các em, Hoàng Ánh cũng là một phận đời kém may mắn trong cuộc sống. Đây là kỷ vật kỷ niệm thiêng liêng duy nhất còn lại của mẹ mà Ánh luôn lưu giữ bên mình. Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày mẹ mất, nhưng Hoàng Ánh vẫn nhớ như in hình bóng của mẹ như mới ngày hôm qua mẹ vẫn còn bên cạnh mình. Cố gắng học tập và sống tốt là cách mà Ánh nghĩ rằng em sẽ đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Mẹ của Hoàng Ánh vốn là một người phụ nữ tật nguyền và tâm thần không ổn định. Ngày trước, tuy cơ thể bà không được vẹn nguyên, lành lặn như bao người, nhưng bù lại bà rất chăm chỉ, chịu khó và là một đứa con rất hiếu thảo. Những tưởng cuộc đời người phụ nữ bất hạnh ấy sẽ được chở che, bảo bọc vì có một người đàn ông đến hỏi cưới và nên duyên vợ chồng. Thế nhưng khi Hoàng Ánh vừa được tượng hình trong bụng mẹ, thì ba của Ánh đã bỏ ra đi. Từ lúc em được sinh ra đời, mẹ em phải vất vả ngược xuôi để mưu sinh và nuôi em khôn lớn. Nhưng rồi số phận nghiệt ngã. Trong một chuyến đi làm thuê xa ở tận Hòn Cửu Chon thuộc tỉnh Kiên Giang, mẹ em đã đột ngột qua đời. Một đứa trẻ không có cha bên cạnh, nay mẹ lại sớm qua đời. Chỗ dựa duy nhất của Hoàng Ánh là bà ngoại, tuổi đã gần 70. Tuy cuộc sống của hai bà cháu còn lắm vất vả gian nan, nhưng với Ánh, tình cảm, những lời dạy bảo của bà là niềm an ủi động viên lớn lao mà em còn có được trong cuộc đời. Sự ấm áp thật sự bắt đầu trong tâm hồn khi Ánh được bà ngoại cho em đến trường khi em tròn 8 tuổi. Để rồi chẳng bao lâu sau, vì tuổi cao sức yếu, bà cũng vĩnh viễn ra đi, để lại Hoàng Ánh một mình bơ vơ côi cút giữa cuộc đời. Em đã cố gắng phấn đấu và thi đậu vào khoa luật của trường Đại học Cần Thơ, một thành quả rất đáng được trân trọng và không phải ai cũng có thể làm được giữa bao khó khăn, nghịch cảnh. Chào con. Chào Ánh. Chào mọi người. Ngoài cái việc mình tặng quà này thì mấy bạn tới đây thì mình có tổ chức sinh hoạt tập thể này kia cho các bé đây không em? Nhiều khi thì cũng đùa giỡn. Xuất phát từ đâu mà nhóm mình lại có những cái kế hoạch rất là chi tiết như vậy, là thường là một học kỳ sẽ đến thăm các em một lần? Thì cũng tổ chức nguyên lớp hoặc là một nhóm vậy đó. Thì xin ý kiến của khoa để xét gì để cho nguyên lớp đi hoặc là một nhóm đi. Cái hoạt động này đến nay là mình duy trì, mình làm được bao lâu rồi anh? Dạ, cũng gần 2 năm rồi. Cô hỏi chuyện con ha. Con tên gì? Dạ, con tên Đằng. Năm nay con mấy tuổi rồi? Dạ, 13. 13 tuổi. Mấy anh chị đến đây con có vui không? Dạ, vui. Phải chăng là Ánh tìm thấy được một cái sự đồng cảm từ trong cái hoàn cảnh sống thực của mình mà em muốn đến chia sẻ với các em ở đây nhiều hơn? Dạ, thì tận trong thâm tâm mình thì thấy các em thì cũng giống như em như vậy đó. Thì em may mắn hơn thì có người nuôi dưỡng, thì các em thì được nuôi dưỡng ở đây tập trung như vậy thì đôi lúc thì cũng khó khăn hơn em nhiều lắm. Thôi chắc bây giờ là mình sẽ
để các bạn trong nhóm của Ánh chơi với các em ở đây ha. Hai chị em mình sẽ đi ra ngoài sân á, mình kiếm một cái ghế đá rồi đó mình ngồi mình nói chuyện. Chị Hiếu muốn được hỏi em nhiều hơn về cái cuộc sống cũng như là cái quá trình cố gắng của em từ trước cho đến bây giờ. Dạ. Vậy mình đi nha. Dạ. Rồi các con ngồi đây chơi với mấy cô nha. Mình đi nha. Ánh nè, cái lúc mà mẹ gửi em để cho ngoại nuôi á, rồi mẹ đi làm xa như vậy thì em có biết là cái cuộc sống của mẹ hoặc là cái sự vất vả của mẹ trong công việc khi mà mẹ làm ở Hòn Củ Chon không? Em còn nhớ là lúc đó em cũng có qua Hòn Củ Chon. Cuộc sống mẹ thì làm thuê, làm mướn, cũng vất vả, cũng chạy đâu chạy đó ngoài chợ vậy đó. Lúc đó em qua thì sau khi mà người ta cào cá lên á, là ba cái đồ dư mà ấy đó, như mấy coi cái con hải sâm rồi đó là tụi em có thể bắt là để bán kiếm tiền. Trong cái điều kiện hoàn cảnh gia đình như vậy thì em thấy rằng là cái những cái việc mà mình ý thức được trong cái chuyện học tập nè, em cố gắng em vươn lên học, thì cái động lực nào để cho em cố gắng em làm được cái điều đó cho đến ngày hôm nay? Từ lúc cảm nhận được việc học nó sẽ thay đổi đi cái cuộc sống, hoặc là nó thỏa cái đam mê, cái ước vọng của mình là một cái ngành nghề nào đó, thì em bắt đầu cố gắng học. Mình chỉ cần cố gắng đủ với khả năng của mình thì là mình sẽ tiến đến thành công. Vậy thì trong suốt những năm tháng khi mà em còn ngồi trên ghế trung học cơ sở, rồi trung học phổ thông và bây giờ là ở giảng đường đại học, thì em đã cố gắng ra làm sao để mà em từng bước mà em hoàn thiện được cái việc học của mình trong khi cái nghèo của cuộc sống nó luôn bao vây lấy mình hả anh? Dạ, cái nghèo đeo đẳng và cái khó khăn chập chờn đâu đó nó vẫn tồn tại, thì em cố gắng lấy việc học, như là nếu mà ở trường trung học phổ thông thì em cố nắm bài và lấy vững kiến thức nền, thì cũng mấy môn nào mình thích, thật thích thì mình sẽ cố gắng nhiều hơn. Môn nào khó khăn thì mình cố vun đắp nó để cho nó ngang bằng với nhau. Ước mơ đầu tiên vun đắp từ thời trung học cơ sở, trung học phổ thông đó là trở thành một người trong lực lượng vũ trang nhân dân. Vì lý do chiều cao nó thiếu một chút cho nên là người ta là theo quy định thì người ta sẽ không cho thi. Nhưng mà sau đó em cảm nhận được nếu mà không được ngành này thì mình sẽ đi ngành khác. Mọi sự cố gắng của mình thì chắc sẽ được đền đáp. Sau giờ học trên giảng đường, Hoàng Ánh vội vã có mặt tại khu chợ đêm An Bình thuộc huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ để làm thuê. Có khi em vẫn chưa kịp thay đồng phục, hoặc còn chưa kịp ăn buổi cơm trưa đã nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Hoàng Ánh đã nhiều năm gắn bó với nghề bốc xếp tại khu chợ đêm này nhờ một người bà con giới thiệu. Hoàng Ánh ngày càng được nhiều bà con tiểu thương ở chợ thuê mướn vì thương cậu sinh viên nghèo côi cút siêng năng. Nhờ vậy, Hoàng Ánh có được khoản thu nhập đều đặn hơn để trang trải việc học của mình. Niềm hy vọng một lần được gặp cha của Ánh tắt liệm khi một ngày Ánh nghe người quen cho hay ba em cũng đã qua đời. Hiện tại, Hoàng Ánh sống cùng với một người dì bà con. Hoàn cảnh của dì cũng gặp nhiều khó khăn kể từ khi chồng con lần lượt qua đời, nên Hoàng Ánh luôn cố gắng tự lập để không là gánh nặng của dì. Con chào dì. Chào cháu. Thưa dì, con là Xuân Hiếu, con đến từ chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hồi nãy thì nói chuyện với em Ánh thì Ánh có nói dì bán ở ngoài chợ, nên con có nói Ánh dẫn con ra chợ để gặp dì. Dạ. Mai con ngồi. Dạ, con cảm ơn dì. Trong cái quá trình mà Ánh cố gắng từ hồi trước cho tới bây giờ, mặc dù là sinh ra trong cái lớn lên trong cái hoàn cảnh là mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhưng mà dì thấy được là cái ý thức học tập cũng như là cái ý thức bản thân tự vươn lên trước cái hoàn cảnh khó khăn của mình, thì dì thấy ở Ánh như thế nào hả dì bạn? Ánh nó đi học về chiều nó ra nó đẩy tiếp. Dạ. Ba giờ ba gửi nó đẩy tiếp, nó dọn tiếp, rồi tối cái dọn vô. Dạ. Rồi nó dọn hai ba chủ lận. Bây giờ bảy cũng già rồi, bảy đau hoài, năm bước đầu năm nay bảy đau liền liền. Dạ. Mới đi khám bệnh ngày hôm qua hôm kia bị nó thiếu máu tim. Dạ. Giờ không có mặn nặng được. Mẹ nó chết năm 2001 thì tới mới có 2 tháng thì tới ngoại. Ngoại chết rồi cái người cậu ở trên Thốt Nốt á, mấy có người chị không có con mới xin nó về nuôi thôi để cậu đem về chảnh con nuôi tiếp mày, chứ mày 3-4 đứa con rồi sao tụi mày nuôi nổi. Yeah. Rồi đi về bển rồi cũng như được năm. Năm rồi cái cũng như bên chồng của người chị thứ tư ông nói
cũng như người ta không chịu, người ta nói xin còn nhỏ không xin, xin 8-9 tuổi nó biết hết rồi. Rồi vậy là thì con cháu mình thì nó về thì mình nuôi nó. Dạ. Dì Bảy có thể kể cho con nghe về cái cuộc sống của mấy mẹ con Ánh hồi trước đó gì? Hồi đó mẹ của nó thì nó ngay điếc nha, rồi cũng như có tật hai cái tay, rồi cũng đi mặn thê mặn mướn, rồi người ta thương dữ lắm. Miễn ai kêu gì mai mày mặn này cho mặn chút cái cho 50 ngàn, hồi đó 50 ngàn quý lắm đó, cũng cho tiền được mà thương con lắm, mà có hiếu với mẹ đó. Dạ. Đó rồi cái mới đi bán bánh mì mới gặp bà chị bà dì ở trong Nghĩa, mới nói trời ơi mẹ đi qua Hòn Củ Chon đi, mẹ lặt đầu tôm đầu tép một ngày tới 100 mấy 200 ngàn, mày nuôi con mày dư sức. Mới đi qua bển rồi mới bệnh. Hồi đó bà bị tim hay gì đó, về thấy mệt mệt thôi chị ở nhà đi, chị đừng có đi đi là đi về kiếm tiền cho nó đi học. Rồi đi qua bển rồi tới mùng năm chết rồi điện qua nói chết, thì bảy với hay chết vậy thôi, bảy với thằng anh ảnh có đi qua tới bển khóc dữ lắm. Có khi nào trong cái lúc mà mình khó khăn quá đó dì bảy định là cho ảnh nghỉ học không? Có, hồi năm nó thi đậu đại học, lúc đó bảy không có tiền thiệt. Dạ. Với ổng mới chết nữa. Dạ. Vì hoàn cảnh sống éo le côi cút, bản thân lại chậm chạp hơn mọi người, nên từ nhỏ việc học của Hoàng Ánh đã gặp không ít khó khăn. Để theo kịp bạn bè, em đã nỗ lực phấn đấu gấp nhiều lần, siêng năng mày mò trong học tập. Rồi có những lúc việc học của em tưởng chừng phải gián đoạn vì không có tiền nhập học. Thế nhưng với ước mơ vượt qua số phận bằng con đường học vấn luôn cháy bỏng mà em không ngừng cố gắng vươn lên. Miệt mài đèn sách bao năm, anh đã thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình là đặt chân vào giảng đường đại học. Giờ đây khi đã là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Cần Thơ, anh vẫn không ngừng cố gắng, chăm chỉ học tập. Với bạn bè, anh luôn là một sinh viên gương mẫu chịu khó. Kết quả học tập tại trường, anh luôn đạt loại khá tốt. Mục tiêu phấn đấu hiện tại của cậu sinh viên nghèo này là cố gắng học tập thật tốt và chia sẻ được nhiều hơn với những mảnh đời bất hạnh. Đó như là một lời tri ân sâu sắc của em với cuộc đời này. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi lễ trao bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin hiện đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, em Châu Hoàng Ánh là một trong những học sinh có hoàn cảnh hết sức khó khăn khi em sớm phải sinh ra chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Và từ đó đến nay vượt qua rất nhiều những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, em vẫn đeo đuổi ước mơ được đến trường và giờ đây em đã trở thành sinh viên của trường Đại học Cần Thơ. Trước khi đến với phần trao học bổng dành cho em Châu Hoàng Ánh, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng sẽ dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty ADC phối hợp thực hiện, dành tặng cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Ngay bây giờ xin được mời các em có tên sau sẽ cùng tiến lên phía trước để nhận học bổng Trần Đại Nghĩa với mỗi suất học bổng trị giá là 3 triệu đồng. Ở trường Trung học Phổ thông Phan Văn Trị xin mời các em Đặng Hồ Hữu Nhân lớp 11A1, Trần Thị Sang 11A2, Phan Thị Mỹ Duyên 12C10, Đặng Hoàng Lan Anh 12C8, Võ Thị Ngọc Lanh 12C7, Nguyễn Thị Phương Châm lớp 12C1, Phan Trọng Tấn lớp 12A1, Võ Thị Huỳnh Anh lớp 10A1, Nguyễn Văn Hào lớp 10A2 và em Đinh Trọng Nhân học sinh lớp 12C10. Xin được trân trọng kính mời bà Lê Thị Sương Mai, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao tặng học bổng Trần Đại Nghĩa đến với 10 em học sinh vượt khó học giỏi của huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Và ngày hôm nay để tiếp sức cho em trên con đường học vấn, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ trao tặng cho em suất học bổng đặc biệt trị giá là 20 triệu đồng. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sẽ đại diện cho chương trình trao tặng suất học bổng đầy ý nghĩa này. Quý vị khán giả thân mến, ngoài suất học bổng tiếp sức cho em trên con đường đến trường thì chương trình cũng sẽ dành tặng cho em một phần hỗ trợ thông qua hình thức rút thăm may mắn để giúp cho em phần nào vơi bớt khó khăn trong đời sống hàng ngày của mình. Hoàng Ánh thân mến, trước khi mà mời em đến với phần rút thăm may mắn thì chị Xuân Hiếu xin được thông qua thể lệ như thế này. Chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ chuẩn bị sẵn là 6 tấm bảng logo tương ứng với 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật đến từ công ty ADC. Và trong số 6 tấm bảng logo này thì sẽ có 4 tấm bảng trị giá là 10 triệu đồng, 1 tấm bảng trị giá
là 15 triệu đồng và một tấm bảng còn lại mang tên là ngôi nhà mơ ước trị giá là 39 triệu đồng. Em sẽ chọn ngẫu nhiên một trong số 6 tấm bảng này. Anh cho chị Hiếu hỏi là em sẽ chọn bảng ở vị trí số mấy? Dạ số 3. Thưa quý vị, như vậy là với việc chọn bảng ở vị trí số 3 thì nhãn hàng thuốc Bum sẽ hỗ trợ cho em Châu Hoàng Ánh số tiền là 15 triệu đồng. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện cho nhà tài trợ công ty ADC, trao tặng số tiền hỗ trợ này đến với em Châu Hoàng Ánh. Và tiếp theo sau đây thì các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật cũng đến từ công ty ADC sẽ tiếp tục có những sự động viên, những sự chia sẻ đến với em Châu Hoàng Ánh thông qua những món quà đầy nghĩa tình mà chương trình dành tặng cho em. Câu lạc bộ nông dân ADC sẽ hỗ trợ cho gia đình của em Ánh 50kg gạo. Xin được trân trọng kính mời đại diện câu lạc bộ nông dân ADC tại thành phố Cần Thơ trao tặng. Nhãn hàng thuốc Hép sẽ hỗ trợ cho em Châu Hoàng Ánh một suất học bổng trị giá là 1 triệu đồng và kèm với đó là 100 quyển tập. Nhãn hàng Kodatushi Group trao tặng cho em Hoàng Ánh một chiếc xe đạp để em làm phương tiện đến trường. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ hỗ trợ cho gia đình em Ánh một cái tivi. Nhãn hàng gạo Tứ Quý trao tặng cho em Châu Hoàng Ánh một cái nồi cơm điện. Em cảm ơn chương trình Thắp Sáng Niềm Tin và công ty ADC đã tài trợ cho em suất học bổng đặc biệt này. Em cảm ơn các nhãn hàng của công ty ADC đã đồng hành cùng em. Em cảm ơn thầy cô và bạn bè dưới mái trường trung học phổ thông anh chị này đã giúp đỡ, vun đắp cho em thêm ước mơ để vào con đường đại học. Em cảm thấy rất vui và xen lẫn một chút tự hào. Em cũng muốn sẻ chia với các em ở trường và em sẽ trích ra 3 triệu đồng để tặng lại cho quỹ học bổng của trường. Và ngay bây giờ sẽ là một trong những phần rất là thú vị mà chương trình dành cho các em học sinh đang theo học tại trường. Đó là phần rút thăm may mắn. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Trương Kim Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sẽ giúp cho chương trình chọn ra 2 em học sinh may mắn sẽ bước vào phần bốc thăm. Kính thưa quý vị, Xuân Hiếu đang cầm trên tay của mình 2 lá thăm để xác định 2 em học sinh may mắn của trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị sẽ được bước vào phần bốc thăm chọn quà. Và chúng tôi xin được chúc mừng em học sinh may mắn đầu tiên, đó là một em học sinh ở khối lớp 12, lớp 12C1. Xin được chúc mừng em Ngô Thị Như Huỳnh. Chúng tôi xin được công bố em học sinh may mắn thứ 2. Đó cũng là một em học sinh ở khối lớp 12, nhưng không phải là 12C1 mà là 12C6. Chúc mừng em Huỳnh Kiều My. Chương trình có chuẩn bị sẵn là 3 hộp quà với 3 màu sắc khác nhau. Sẽ có một hộp quà có giá trị tiền thưởng là tiền mặt với các số tiền như là 500.000 đồng, 1 triệu đồng. Có một hộp quà với các món đồ dụng cụ học tập sẽ hỗ trợ cho các em trong quá trình học tập của mình. Và một hộp quà còn lại sẽ là hộp quà có giá trị phần thưởng cao nhất với các phần thưởng như là máy tính bảng, là tivi, là xe đạp. Đầu tiên thì chị Xuân Hiếu sẽ hỏi em Như Huỳnh, em sẽ chọn cho mình hộp quà màu nào? Dạ, em sẽ chọn hộp quà màu xanh. Vậy bây giờ chị Hiếu mời em sẽ tiến đến đây mở hộp quà và bóc một trong những lá thăm ở trong hộp ha. Để giảm bớt hồi hộp cho em Như Huỳnh thì chị Hiếu sẽ công bố quà luôn. Không biết là quà dành cho em là món quà gì đây ha. Đó là số tiền 500.000 đồng. Chúng ta sẽ còn lại 2 hộp quà. Không biết là Kiều My sẽ chọn hộp quà màu nào? Em chọn màu đỏ. Bây giờ chị Hiếu mời em sẽ để tay của mình vào trong thùng quà màu đỏ ha và chọn một lá thăm bất kỳ. Phần quà dành cho em Kiều My sẽ là một kim từ điển. Xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Văn Sang, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị sẽ trao tặng 2 phần quà may mắn đến với 2 em học sinh của trường.
Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, buổi lễ trao bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin dành tặng cho em Châu Hoàng Ánh, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Phan Văn Trị, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đến đây xin được khép lại. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cũng như đã luôn đồng hành với chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Chương trình được phát sóng trong khung giờ quen thuộc 19h15 phút tối thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 4 giờ ngày thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Kính mời quý vị và các bạn đón xem. Và đây Xuân Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Là cô liên cho em ngày đêm học hành, bằng sức sống trong tay hăng say ngày tháng, dấu trăm ngàn bước chân có sát gai cuộc đời, dòng nước khi lớn dòng người khó lúc không giờ. Mắt thương cuộc đời chẳng tiếng ca vui mừng vững vàng một niềm tin.